Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19 tháng 5 cùng tham dự lễ mở rộng dự án năng lượng hạt nhân chung Nga. Cả hai nhà lãnh đạo tham dự qua đường kết nối video và chào hỏi thân thiện khi hội nghị bắt đầu. Ông Putin và ông Tập có hành động tượng trưng đánh dấu khởi sự xây dựng 4 đơn vị điện lực mới tại hai nhà máy hạt nhân ở Trung Quốc, tại hai tỉnh Liêu Ninh và Giang Tô. Cả hai đều sử dụng công nghệ của Nga. Buổi lễ diễn ra vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp nhau để thảo luận về khả năng họp thượng đỉnh Nga-Mỹ vào tháng 6 năm nay.